đứa nào cũng ngủ hết trời. Ủa, mà kệ ra hả? Ừ. Mà chết đâu? Chết đâu. Để vậy vô. Trời ơi. Ở đây là bây giờ đang 7 giờ mấy á mọi người. Đi đi xuống đi, đi thay đồ đi xuống chơi đi. Tại vì hả, giờ trống thì chơi sướng. Xin chào mọi người, hôm nay là buổi sáng ngày thứ 2 mình ở đây. Bây giờ mấy mẹ con mình đang ăn sáng đây, chút nữa chuẩn bị xuống dưới chơi chơi tiếp chút xíu nữa nha. Đó, rồi giờ mấy cậu ngồi coi tele nè. Mato thì sáng cho nó ăn mì gói đi, chút nữa đừng có đói bụng. Chơi mệt đó bụng cái nó quạo. Rồi mọi người ơi, bây giờ mấy mẹ con mình sẽ xuống dưới chơi tiếp là lần nữa đây à. Rồi sau đó thì mình sẽ về để ăn uống nghỉ ngơi nữa nha. Sáng sớm hôm nay nắng đẹp mọi người. Rồi bây giờ cả nhà dân đi đây. Rồi mọi người ơi, bây giờ ra ngoài chỗ này cho nó tôi chơi list lần nữa đây nè. Mập ơi xuống đi. Rồi hôm nay sáng sớm ra cho tụi nó chơi nữa mọi người ơi. Ở ngoài đây hả, hôm qua trời mưa tiếp, hôm nay nắng đẹp luôn mọi người, nắng đẹp lắm. Nè mọi người coi hôm nay nắng trời nắng đẹp luôn. Chụp hình là đã luôn á. Rồi. Coi chừng kìa, đừng ấy con. Để ba ba. Kìa coi kìa, ba ba xuống kìa, xuống rồi, trúng rồi, tránh ra. Wow, dữ dằn mà tôi. Ồ, mập sao nó trượt không được, nó tức vậy? Gãy cái đó bây giờ. Hôm nay trời nắng đẹp quá mọi người ơi. Hôm nay trời nắng chụp hình đẹp dễ sợ luôn á. Đá vậy mà thương. Trượt đá không? Nếu mà con thắng không kêu nổi bằng cái đó đó, con lấy cái chân á, con thắng là con được nữa, hiểu không? Cái đó dễ mà. Mà chiếc nó xuống kìa. Ôi ôi coi mặt. Mập làm đi ghê quá mập.
Allez, après on va faire ça, tu vas tenir, on va filmer. Mathis, c'est toi, c'est toi qui tiens. Ouais, mais tu tiens ça. Mathis. Mathis. Ah, viens. Il y a un peu de monde, c'est chiant. Hein. Il y a un peu de monde, c'est chiant. Ah, viens. Tu peux y aller avec moi maintenant. Ouais, si tu veux. C'est vrai, toi, c'est pas un luge à deux, toi, c'est un luge tout seul, toi. Ouais, tu prends celui à deux, je vais avec Mathéo. Et toi, tu prends celui-là en attendant, Mathéo. Est-ce que je vais pas faire avec Mathéo encore? Non. C'est pareil, ça sent que t'es tout seul. Allez. Ok. Ah oui, tu fais un tour, c'est tout. Je fais avec Mathéo et on te le rend. Regarde. Ah, faut vider la glace, les gars. Hein? Faut vider la glace. Non, mais c'est bon, là. Il y a des personnes qui ne savent pas se contrôler. Faites attention, regardez le genre des fois. Hein. Oui, sortie de la ligne. Ah, je t'ai attrapé. Ouais, les germes, il a pris où? Hein? Tu l'as pris dans la voiture? Ah oui. Mais moi, j'ai la gaufre. Tiens-le, c'est, ça filme. Tiens-le demain, voilà. J'y vais, Mathis. Quoi? Mathieu, il est trop petit, mon vieux. Ah ouais, il était grand, toi. Olé! C'est pas grave, c'était pas mal. Olé! Allez, Mathéo! C'est rien, c'est pas mal. Attention! Oh là là, attention, Mathéo! Allez! C'est bien, Mathéo! Voilà, tu penses à. Yeah! Ça y est, Mathieu s'y contrôle maintenant! Yeah! Attention à vous. Allez, vas-y, prends ta luge. C'est bien, Mathéo. Oh, tiens, tu vas vite, hein. Oh, santé. Toi, tu vas vite, toi. Toi, je t'ai vu. S'il y a un boss, tu pars. Non, hein. Oh, s'il y a le boss, tu pars. Oh, mais parce que toi, mais... Mathéo, c'est pas grave, tu freines, mais tu freines avec les trucs, t'as pas besoin de freiner avec les pieds.
Ouais, mais j'ai trop peur. Ouais, ouais, il a fait bon. Alors, regarde, Mathias, il a pas peur, il va à fond. Il est prêt à la fin. S'il y a des gens, tu dis pardon. Thế kìa. Rồi mọi người ơi, mấy đứa nhỏ nó chơi với papa nó rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ đi lại cái khách sạn của dân để bỏ cái đồng tiền cho Machida nó mua mấy cái trò chơi mà dặn dặn trong mấy cái máy mọi người. Nó đòi quá, nó khóc sùm trời đất hết trơn á, nó khóc lum ở trên chỗ đó. Xong bây giờ mình phải kiểu mà con nít nó đi xa nó cũng mệt á, nó mệt mỏi xong rồi nó quậy mình, rồi bây giờ mình sẽ đi lại đó để mà mình cho nó chơi chút xíu chứ không thôi nó quậy quá. Hôm nay trời nắng đẹp lắm mọi người, trời nắng đẹp luôn. À Machida nè, chỗ nào chỉ mẹ nha. Biết không, biết chỗ không? Đây, bữa sáng ngày thứ hai ở trên, hôm nay là ngày thứ hai tụi dân đi ở trên này rồi, ở trên cái núi tuyết Fualos. Bây giờ mình sẽ đi lại ngay khách sạn dân nha. Hôm qua giờ chưa quay khách sạn luôn bề ngoài cho mọi người coi, để giờ sẵn đi quay cho mọi người coi luôn ha. Này là cái này mình không có kêu là khách sạn mà kêu là cái chalet resident á mọi người. Đây tới rồi, từ chỗ dân đi bộ lại ngay chỗ cái chơi list nó gần lắm, nó gần trung tâm lắm á mọi người, nên giá thuê nó cũng hơi chát một chút. Nhưng mà thôi kệ, tại mình đi với con đông á nên đây rồi mình đi đường này, mình đi đường này con. Quý mình đi đường này lên, đi đường này lên rồi. Rồi đây mọi người, đây là cái sân thập bắc, cái chỗ mà dân thuê đây nè mọi người. Mà bây giờ cho Machida nó chơi. Đâu chỗ nào? Nào, gọi đi đi đi. Bye bye đằng kia kìa, lên lại đứng nè con gấu chụp hình nè con. Rồi thấy. Nè nè. À đi lại đây coi có Bunny không ha. Thì cần á, ở chỗ này mà nó để mấy cái máy này mà cho mấy đứa nó thôi chết ta rồi. Rồi lên đi con. Để chút nữa mẹ coi có mấy cái quà lưu niệm gì không ha. Ở đây nó có cái siêu thị nhỏ nè. Rồi, đi vô. Rồi, xin mời. Rồi, con coi đi, coi cái nào. Là đây này nay nha. Rồi, ok không? Rồi, bà Machida, bà được cái con, cái là đây này nay rồi, cái bà phái. Con nó con gì vậy? Con kia. Có một cái đó thôi hả? Ôi, chút xíu gì mà 2 đồng quá thiệt đó. Mắc quá trời luôn. Đây đây, đâu có bồng bon gì đâu, đưa mẹ coi. Đưa mẹ coi, mẹ quay. Cái đó là ra đây này hả? Dạ. Này là gì ra đây này? Cái này cơ. Rồi đó, mua cho bả xong. Nó. Mẹ có chơi đâu có chơi được con. Đây mọi người ơi, đây là ở trong cái sân thập viên của nhau của cái núi tuyết Fualos đó mọi người. Nó nhỏ xíu xíu à. Fualos kia banana. Banana nè, cái này là cái núi tuyết không? Đi bây giờ mình đi lại ba không? Hay là hay là con muốn đi đâu? Đi lại ba hay muốn đi đâu? Đi hành này nè, đi đâu? Đi này, đi hành này. Ok. Wow. Nó
nó có cái ba đen này nay rồi nó mới vui lại đó mọi người. Chứ nãy nó quậy quá trời luôn. Đúng quậy. Chứ còn nữa Machida quậy lắm. Trời đất ơi, Machida mà Genty gì. Nãy Machida quậy mẹ quá trời luôn. Mà chị đang nãy đâu có Genty đâu, khóc là sùm hết trơn á. Hư quá. Đẹp Genty. Trời đất ơi, con mà đẹp với Genty vậy mà chị đang là xấu quá đó. Rồi đây mọi người coi cái khung khung cảnh xung quanh cái núi tuyết này nè, cái chalet nữa nè. Đó. Đẹp không? Rồi. Đẹp quá ha. Ở đây cũng có xe bus đi lên nữa. Mấy cái xe bus của khách sạn nè, hoặc là mấy cái xe bus của nó chở tới điểm du lịch này á mọi người. Đây. Cái office tourist của nó nè. Ở này nếu mà bình thường dân nghĩ chắc nhộn nhịp lắm á mọi người, nhưng mà tại vì đang dịch đó mọi người. Đang mùa dịch đó, cái kiểu mà buổi chiều á khoảng 6 giờ là cảnh sát nó ra đó. À, nó lùa hết người ta đi. Hôm qua tụi dân nó đi trễ giống như mình trễ có 10 phút à. Xong rồi cái là cảnh sát nó lại nó hét nó la mọi người phải đi về khách sạn đi. À, tới giờ đóng cửa rồi, không có được ai ra đường hết. Trời ơi, nó la quá trời. Sợ đâu có sợ con. Ngồi xuống, con ngồi xuống. Và là tụt xuống. Hết là wow. À, hôm qua hả mình trễ có 10 phút rồi tại tụi nhỏ nó còn mê chơi á mọi người. Mà thấy người ta cũng còn chơi đông lắm tại người ta còn ghiền á. Tới mới có 6 giờ mà. Cái xong rồi cái thấy nó la quá rồi đi về luôn. Cái ai cũng phải đi về hết. Giờ dân ở trong cái khu vực này thì không có xe chạy vô được. Cái này là cái ngay cái dòng nó chặn lại vậy nè. Nó có giống như cái san bự vậy đó. Cái sảnh bự vậy đó. Rồi có cái mấy cái cục tiết nhô nhô lên gì nè, người ta ủi đó. Rồi cho bà Machida bà ngồi đây bà chơi nè. Chứ đi lên kia thì nó quậy ba nó quá chơi không được. Mọi người ơi, bây giờ tụi dân chơi đã rồi mình sẽ đi lại lấy đồ ăn ăn. Mình đi kiếm đồ ăn mua ăn rồi xong rồi mình sẽ đi chơi tiếp. Đây mọi người, đây là cái president, cái chalet mà tụi dân mướn á. Đây. Cái chalet tụi dân mướn đây nè mọi người. Cái đi bộ đằng kia là cái chỗ chơi tiếp, đi bộ lên chút xíu là chỗ chơi tiếp. Rồi đi bộ qua đây là có cái bắc. Gần lắm mọi người. Giờ dắt bà Machida lại bắt chơi cho bà chơi chút xíu. Đi. Nắm tay mẹ. Nắm tay mẹ. Chừng xe nha con. Đi. Con chơi gì? Chơi đi. Mẹ mẹ đẩy cho. Sao va Machida? Cho bả ra bắt bả chơi cái này bả phái quá trời. Ai vậy?
Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Ok. Papa, il est en train de laver. Ok. Ok, ok. Okay. Mày chết rồi, mày chết già rồi. Mày chết già. Đó, thôi. Thì tất nhiên rồi. Đang ở núi tuyết mà sao không hoa được con? Hồi nãy cái bao tay đâu, sao không lấy? Rồi mấy anh này giờ. Đây 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 con, lại đây với mẹ. Cãi ăn. Ai ai quấn cái dây lại kìa. Ở trên cái dây nó bị sao dữ à? Machida. Machida xuất ra. Xuất ra, anh không quay được nó. Nhỏ này sao nó thấy anh nó nhõng nhẽo dữ vậy trời. Có đạp chưa rồi. Chưa rồi. Nhảy lên. Kẹp hai cái giò lại, quấn thành xúc xích lại. Mẹ, ba đẩy mẹ chứ. Khoan thì đó là xếp hàng nè, cho mẹ chơi mới đó. Mà chị đã có con bồn em. Hả? Có cái con gì? Con lừa hả? Hả? Con cù hả? Vậy? Con này con gì? Sao chưa? Tuần lạc. Hả? Tuần lạc hả? Dạ. Nó chết này chết. Nè. Hai này nè. Đây đây này, mà không biết cái con gì nữa, con gì nó làm. Ghê chưa mà thưa. Hả? Gỡ gì ra? Gỡ gì ra? Cái này gỡ không được con, cái đó là cái hình ha. Đó mập. Mập chơi phế à. Đứng coi. Sắp lê. Coi. Đi lại đi, lại với mắt coi. Ngồi thì con ngồi đó đi. Đi đây mẹ tự, mẹ tụt cho. Đây 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 đây, trời ơi. Đây 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 đây. Ê, trời ơi, má chết rồi, đừng làm vậy nguy hiểm lắm nha. Nhỏ này kỳ vô duyên quá à. Nó không muốn chơi cái không cho ai chơi nè. Xây đi ba chết, xây đi. Ba thằng này già chứ trẻ trâu lắm. Ngồi đàng hoàng nó té bây giờ đó.
na té. Má chát trèo lên ngồi đi chụp tấm hình nè. Rồi. Quăng đi.
cả nhà của Dân đã về tới nhà rồi đây. Bây giờ cả nhà mình đang ăn rales mọi người. Biết rồi Mato ơi. Xong rồi mình đã kết thúc cái buổi đi núi tuyết ở Phu Alos. Bây giờ thì tạm biệt mọi người. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo nha. Cả nhà Dân ăn đây. Có bụng quá rồi. Thank you.